Nó không ngon. Cá này bự thì ngon. Cá này bự thịt cậu á. Ngon. Nhà bên đây nè. Cá đó cái gì? À, cá bự thì ngon. Ừ. Cá nhỏ không ngon. Cá đó kêu cái gì? Kêu bằng cái gì nữa cái này. Con dễ kiếm sống quá ha. Dạ. Quê đi xài đâu nhiêu tiền đó.
đây bán ký nhiêu? Xúc cá kèo con á. Cá kèo á, người ta mới vừa người ta bán cái ký nhiêu? Cá kèo con hả? À? Cá kèo giống đó hả? Ừ, cá kèo nuôi kìa, mình ăn thịt kìa. Ờ, mình ăn thịt á. Ký 6-70 thôi á. Ờ, 6-70 là người ta bán ra đó hả? Đã bán ra. Coi nha. Kèo nữa, cái đầu bự người ta bán cũng 80, cái nào vừa vừa người ta bán 60-70. Đây cái kèo, cái kèo con ký 6 triệu á, cái kèo giống á. Đầu giống cá lóc cái gì nè. À cá đối, cá đối. Gì nữa.